Ok, giờ mình sẽ thử trải nghiệm cái gạt xoáy mũi nha. Thúy Yên song đao, xem Thúy Yên có được chỉnh sửa gì ok hay không. Chúng ta sẽ cùng đi vòng vòng và ăn hôi thôi. Kiếm những ông như là thiên nhẫn rồi mà đập thôi. Qua. Một mạng dành cho tôi. Chạy. Này tống kim lên server nha mọi người ơi. À. Ôi giỡn như tỷ hết. Nhắm giỡn như tỷ kìa. Đấm. Mình ẩn thân mình nhảy khinh công được luôn nè anh em. Ui vãi ngồi. Ngon. Được nha. Được á. Ẩn thân mình nhảy khinh công được. Tôi thấy là rất là hấp dẫn luôn á mọi người. Trời ơi, ừ, hên cũng giết được người. Ôi, tôi nhớ là tôi ưu tiên người chơi mà sao nó đánh gì kỳ vậy? Thằng kế bên xong đánh mà để đánh mấy thằng gì đâu không vậy chơi. Trời ơi, chút xíu nữa là tôi giết được bạn ấy rồi. Ôi my god. Chuyển liền anh em. Wow 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 wow. Lên máu liền em ơi. Chạy em ơi. Má ơi. Cung lôn bên kia đánh ghê quá. Né con cung lôn rồi thôi. Giờ cái hạng này nó chỉ sợ cung lôn thôi. Chứ mấy phải kia ấp sáng nó đẩy mấy cái chết ngắt mấy phải kia. Mình phải canh mình né con cung lôn rồi thôi. Ôi. Đâu mà động thế nha. Ôi cái hàng thiên nhẫn đây không đánh. Mấy cái thằng đường môn nó nhảy khinh công cái một à. Đâm to phết luôn á anh em. Tay thi. Đạt top tay thi nè. Trời ơi, hai thằng kia nó lách qua một cái một luôn. Phải nồi. Chạy 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 chạy. Ui ạc châu ghê á. Trời ơi, phải nồi, hai thằng đứng chụm lại mình chơi chiêu cái hai thằng lách ra mất mẹ cái chiêu của tôi. Khổ ghê á, bà Tiên sao kỳ vậy bà Tiên? Bà Tiên di chuyển lại lẹ tí bà Tiên. Bà Tiên đi clutch clutch giống như chạy xe lăn nha. Chán bà Tiên ghê á. Trời ơi, bà Tiên đánh nha. Má ơi, nản bà Tiên thiệt á. Cho tôi một cái gì đó mà gọi là tốc độ xíu của con Thúy Yên đi. Đam nó rất là ngon luôn. Trời ơi, tốc độ chậm quá thôi chơi. Gặp thêm Tiểu Ngạo Giang Hồ đây. Top được chiến nè. Khổ ghê.
khổ thật sự. Coi nó nhiều lực chiến ơi, 1.2 triệu lực chiến à, mà đấm mình như con không đẻ vậy. Đúng là chơi theo cái dạng mà, ôi bị loạn tà le luôn. Wow. Bắt sai người rồi, bắt sai người rồi. Cái chiêu nó chơi chậm quá, chiêu phải nhanh tí mới được, chiêu đánh chậm quá, đánh chậm quá nên là mình khó có thể nào mình bóc lốp người ta được á. Hiện tại cái thằng cô độc trưởng cái gì, thằng thiếu viên trưởng là vậy, chiêu chậm quá anh em, chiêu chậm quá. Chiêu đâm to thiệt á nhưng mà chậm quá, chậm ghê luôn. Đẩy đường thẳng cũng sướng lắm mà. Mai đẩy vô không dính ai luôn á trời. Chiêu mít ghê à. Hay là do mình cầm gà quá ta. Trời ơi, nó gặp con quái, nó đánh vô con quái luôn má ơi. Chạy bạn ơi, bỏ đi bạn ơi, bỏ đi mà làm người. Trời ơi, nó đánh gì vậy ba nội. Trời ơi, bãi nội, cái thằng kế bên nó cắt vô mà nó không chơi, nó chơi theo đường đi luôn. Gì vậy ba, ba lỗi thế. Má ơi, cạnh cái thằng đường môn nó còn chút xíu máu mà đứng đấm nó không chết. Đi đâu không ấy. Khổ dễ sợ á. Trời ơi, mấy này nó chạy cái một luôn. Phải nồi thiệt anh em ơi. Thật sự quá quá. Nói chung mình rất là thích cái môn phái này nhưng mà có điều nó chơi chiêu chậm quá. Quá chậm luôn á mọi người. Chiêu chậm quá. Thấy không, người ta chạy cái một à. Người ta chạy cái một à anh em. À, chiêu gì mà chậm gì như vậy sao chơi. Sửa lại cái con thiên nội giùm tôi cái đi. Chiêu chậm rì vô chơi gì. Trời ơi, chạy đánh đánh đúng chậm luôn á. Ông nào nó sửa rồi đâu. Sửa rồi khỉ. Má thằng đường môn thấy mình nó nhảy khinh công hoài luôn á, bắt không được nữa. Đánh thường bằng phím liên tục nhanh hơn cua, giữ đánh chậm lắm. Giữ hay đánh thường thì nó cũng vậy là anh ơi. Tốc độ ra chiêu chậm quá. Bà tiên là chưa đến người ta, đứng kế bên chưa đến người ta, người ta đã chạy mất tích rồi. Phải chỉnh lại, bắt buộc phải chỉnh lại. Rồi giờ là
mượn ghê thiệt. Né đồ tà le cũng ok lắm á. Đam to, nhưng mà cái tốc độ chiêu của nó chậm quá. Tốc độ nhanh lên tí đi. Người ta chạy hết trơn luôn thiệt luôn á. Má ơi. Khó chịu quá, khó chịu quá. Chạy. Được kích hoạt cái chiêu bị động tàng hình cũng hay thiệt. Nhưng mà đánh chậm quá, sợ đánh chậm quá. Quá chậm. Không nhanh được miếng nào. Đánh người ta lên ngựa ta chạm tích luôn. Đánh vậy sao bắt người. Thiên nó mạnh thiệt chứ không phải là không mạnh đâu. Mạnh rất là mạnh á. Nhưng mà cái chơi chiêu nhìn ức chế phải nồi luôn á. Nó xuống chơi chiêu mình chơi đứng sát người ta luôn. Đứng sát người ta luôn nha. Mà mình chơi chiêu mà chơi chiêu không dính người ta. Ta chạy cái một à. Sợ thiệt. Nào ví dụ mình đứng sát này đi. Tàng hình đúng không. Đứng sát này nè. Chơi chiêu người ta chạy cũng tích à. Phải nồi. Đứng sát quá chơi chiêu cũng bị dính nữa. Cô cũng bị né nó mới ghê chứ. À, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.